chào cả nhà nhé. Hôm nay tôi đã về sân. Các cầu thủ đã về sân nhá. Chào cả nhà nhá. Các cầu thủ đã mang chiếc cúp Linh Bình về đến sân Đài Trai rồi. Hà Sĩ Minh nhá. Chào các cầu thủ nhá. Chào Luân nhá. Chào Phúc Nhô nhá. Chào cả nhà. Chào cả nhà nhá. Đâu cúp đâu? À, xin chào. Xin chào em. Chào anh em nhá. Nay Hải Phòng đang chào đón tất cả các cầu thủ. 20k. Chào Dũng nhá. Hello. Moses, Joseph. Yes. Thank you. Yes. Win. Yep. Okay. Hải Huy rồi. Đấy, sau một chuyến hành trình các cầu thủ về sân nhá. Ai lấy cũng hành trang đây. Cầu thủ đã xách hết vali. 21 của anh nhỉ? 21. Chào Tài, cảm ơn Tài nhá. Bác Tài vững vững tay lái để đưa đoàn đi nơi về trốn. Cảm ơn Tài. Chiếc cúp này cũng cảm ơn bác vì bác đã hoàn thành nhiệm vụ. Bác ấy rất là với chiếc kìa. Chào anh em một xét. Bye bye. Cảm ơn anh Thành nhá. Cho vào quay tí anh nhá. Đội về chiến thắng quá. Này, các cầu thủ đã chiến thắng trở về. Chúng ta sẽ lên phòng. Sau những chuyến đi xa vất vả, hôm nay các cầu thủ mới được về đến đại bản doanh. Đấy. Đây Hải Huy đây. Ok anh ơi. Ở nhà cúp đâu? Cúp em có phải là người cầm cúp. Cúp để dưới xe anh ơi. Xin gì à? Đại cầm em. Đại. Mệt quá. Đấy. Mọi người rất vất vả. Anh Huy, có còn lửa không anh? Có. Đốt giấy. Đốt phía hả? Vâng. Thế cái giấy đốt chứ. Anh cũng phải đốt đấy. Anh Khánh ơi! Các cầu thủ đốt lửa xấy chân tí. Mỗi người một cái thôi, sao lại bước chung thế? Chung lửa. Anh xỉ đi này. Sao bước kìa?
Chưa nhìn thấy cúp được. Rồi. Anh chưa nhìn thấy cúp đâu. Bác sĩ cho nhìn thấy cúp đi. Cúp ở trên xe máy. Sao mang xuống? Ở bên xe đấy, chắc anh Chiến anh mang xuống văn phòng ấy. Anh Phúc có tem đâu đâu. Rất tiếc là chưa nhìn thấy cúp các bạn ạ. Thôi nhưng mà nhìn thấy đội về an toàn là được rồi. Bác về luôn à? Hay bác ở lại? Anh ấy có được cái huy chương nào không? Còn thừa huy chương nó cho em cái. Ok, tặng em cái, còn thừa một cái. Hay quá. Ôi, cầu thủ này chịu khó nha. Các cầu thủ trước về nhà ngủ à? Anh cho anh xem cái cúp nào. Anh không về đâu, chưa nhìn cúp chưa về đâu. Cho ngắm cái cúp cái. Đi cả ngày hôm nay chỉ để ngắm cái cúp đấy. Hello. Hello. Đâu cúp đâu. Rồi rồi. Cảm ơn cả nhà nhé. Hôm nay mình tiếp tục review cái cúp của mình. Cả ngày hôm nay chỉ chờ cái cúp về đấy. Anh chưa em ngắm cái cúp cả. Đấy. Cả nhà nhé. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Đấy, mọi người có thể ngắm cái cúp. Dạ. Cúp V-League rồi quay được thể. Chờ em chờ năm nay có cúp V-League nữa thì cuộc đấy em là cái người may mắn nhất. Double cúp. Đấy em được tặng một cái này này. Anh em tặng cho em. Anh có một cái. Tốt. Anh Thành tặng em. Anh Thành, anh bảo là thừa một cái anh tặng thôi. Cảm ơn anh nhé, cho em nhìn cúp này. Chắc là đầu sư đuôi toàn. Khả năng là hết mùa sau là sẽ có cúp mới đấy.